Hello, xin chào quý vị các bạn quay trở lại với kênh Tyson Channel. Hôm nay rất vui được ra mắt anh em các bạn một cái sản phẩm rất là được anh em ưa chuộng ha. Đây là dòng máy Suzu 4BD1 ha. Một dòng máy BD4B1 rất là uy lực các bạn. Về cái thông số em này thì cũng rất là nhiều anh em đã quan tâm, mà phải nói là hầu như anh em cũng đã biết rõ về dòng máy này ha. Thì mình cũng đôi giới thiệu đôi nét về cái những thông số cơ bản của em động cơ 4BD. Đây là một dòng Isuzu 4 xi lanh bạn ha, với piston tông là 1.02 và công suất máy đó là 110 mã lực các bạn. Đồng thời với vòng tua là 2.700 tua thì em này có một công suất vừa tải vừa tốc độ, phải nói là cực kỳ tuyệt vời các bạn ha. Mình xin giới thiệu thêm, đây là một em động cơ mình đã review lại bởi về nó thiếu một số cái phụ tùng nha, máy còn ok cứng cáp các bạn ha, bao anh em xài luôn các bạn nha. Như dòng sản phẩm này là mình đã đi co sơn mới ha, toàn diện các bạn, anh em không ngần ngại, mình sẽ bao xài cho anh em ha, cứ về xài thoải mái các bạn. Em số em này là số Hitachi 315 các bạn ha. MR305 các bạn, số rất là chuẩn các bạn ha. Bây giờ mình đi tiến ga lớn ha. Một số cái phần về nó bị thiếu đây, mình có đi co một cái ống nó không đúng zin các bạn nha, nhưng mà chúng ta vẫn xài rất là ngon ha. Đó là những cái chi tiết phụ các bạn. Nó có một cái chút hơi như thế này là rất là tuyệt vời. Bởi vì sao? Cái lượng dầu nó phải dư một tí, khi các bạn lên ga lớn thì nó sẽ cung cấp đủ năng lượng dầu và chúng ta sẽ xài rất là heo khỏe con heo các bạn ha. Và máy cũng rất là lực các bạn nha. Một lần nữa cảm ơn các bạn rất là nhiều nha. Lâu lắm mình mới đi co một em máy. Hy vọng anh em sẽ thấy hay ho và
Hồ Cát Chính nha, để mình ra những sản phẩm thú vị hơn, đặc biệt hơn để gửi đến các bạn nha. Xin chào thân ái và chúc anh em thật nhiều sức khỏe nha.